Đó, sao không thấy các bạn vào lớp nhỉ? Bây giờ Các bạn sẽ tưởng hết tiết chứ xong học phải ạ. thì hả? Học Các sớm bạn sẽ thầy tưởng hết tiết. à, sớm thầy còn phải xuống trường, thầy còn phải xuống trường. Let's stop rồi. Không thể sẽ là let's stop rồi. Chờ các bạn một chút rồi. Chúng ta chỉ cần một phần nhỏ nữa thôi là hết bài. Như thầy sợ nó bị ngắt ngang trường nên thầy phải cho dừng. Vẫn nhìn thấy màn hình chưa? Rồi ạ. Okay, chúng ta chỉ còn một phần nhỏ nữa thôi. Sau đó thầy phải xuống trường để dạy tiếp trực tiếp hai lớp à, lớp 10A1 hai tiết sau. Chúng ta nốt cái phần nhỏ này. Chúng ta sang phần tiếp theo. Năm bạn đang chờ. Lan Hương, Thùy Linh, Sát, Huy Thảo, Tiến, Huyền. Rồi. Trong phần thầy đang nghỉ đã tìm được từ chưa? Hello. Rồi ạ. This kind of education requires children to attend a state or private school to complete a certain period or level. Yêu cầu bắt buộc phải tham gia. Vậy đây là giáo dục bắt buộc, đúng không các con? Compulsory education. Đúng không? Đúng ạ. Số 2. This include all activity that aim at improving knowledge and skill throughout life. Chúng ta thấy có cụm từ throughout life. Có nghĩa là suốt cuộc đời. Vậy chúng ta sẽ là life long learning. Lifelong learning. Life là cuộc đời, long là dài, kéo dài suốt cuộc đời. This word is used to describe people who are keen to do or achieve something because of their own enthusiasm and interest. Cái từ này liên miêu tả một người, người mà sẵn sàng làm cái thứ gì đó do cái sở thích cá nhân, đây là lòng nhiệt tình cá nhân. Vậy đấy chính là self-motivated, self-directed, tự định hướng, self-directed, tự định hướng. À không phải, self-motivated. Nếu tự định hướng phải là giới cơ. To freely what to learn cả. Vậy để xem motivated. Tự gây cảm hứng, tự gây động lực.
self-motivated. This word is used so that lifelong learner can choose tự chọn, vậy chọn chính là định hướng, self-directed. Self-directed. Tự định hướng. Và cuối cùng, this is a way of and techniques of learning something, right? Learning style. Learning style. Như vậy, cả cái bài này chủ yếu chúng ta sẽ liên quan đến năm cái cụm từ sau đây. Thứ nhất, compulsory education, giáo dục bắt buộc. Vậy ngược nghĩa với giáo dục bắt buộc đó là optional. Hay còn gọi cách khác là vocational. Education. Giáo dục tự chọn hay là giáo dục thường xuyên. Những bạn mà không đỗ vào cấp 3 thì đi học cái trường này. Gọi là trường trung tâm giáo dục thường xuyên. Đấy, giáo dục tự chọn hay giáo dục nghề nghiệp. Vocational. Các bạn bảo, thầy cho các bạn. Ngọc Khánh với Mai à. Mai làm đi. Cụm từ thứ hai là lifelong learning, học tập suốt đời. Cụm từ số 3 là self-motivated. Cụm từ thứ tư là self-directed và learning style. Các con phải học thuộc lòng các cụm từ này cho thầy. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Hãy thảo luận trong nhóm. Bạn có nghĩ là học tập suốt đời quan trọng và không quan trọng hay không? Và lý do tại sao? Tại sao nó quan trọng và tại sao không quan trọng? Nhật Đông, học tập suốt đời có quan trọng không? Em nghĩ là có thầy ạ. Có, vì sao? Vì đối với mỗi người học tập thì chưa bao giờ là đủ, kiểu mà nó luôn luôn có thể trau dồi thêm để mình có thể phát triển hơn đấy thầy. Ok, luôn có những thứ mà chúng ta không biết, đúng không? Chúng ta không biết và cần thiết phải học. Rồi tốt. Xin mời Bùi Hương Giang. Suốt đời có quan trọng không? Yes, I do. Có. Lý do tại sao? Tại vì là kiến thức thì ngày càng nhiều mà con người thì không phải là cái gì cũng biết, nên là vì vậy ta sẽ luôn luôn học những kiến thức mới. Knowledge is uncontrollable hay là unconquerable hay là rất là nhiều. Tức thì luôn luôn vượt xa khả năng mà chúng ta biết, đúng không nhỉ? Và luôn luôn be a new thing for us. For us to learn. Luôn có những thứ mới để chúng ta học tập. Tiếp theo, thầy mời một bạn nữa. Ngô Mạnh Hùng, theo con có lên học tập suốt đời không? Thầy là có, thì nó giúp chúng ta mở mang kiến thức hơn về thế giới ạ. Đúng rồi. We all of us want
to be knowledgeable. Chúng ta luôn muốn biết nhiều càng tốt, đúng không nhỉ? Nên chúng ta luôn phải học, rất tốt. Vậy học để làm gì? Học để đáp ứng cuộc sống. Ngoài sân trường chúng ta có rất nhiều biển, học để làm gì? Study. The requirement of life. So as to learn and to live. Học để mà đáp ứng các cái nhu cầu của cuộc sống, để mà sống được. Ai làm gì thì cũng phải cần có mục đích của mình. Phải có mục đích chúng ta mới làm được việc. Mục đích chúng ta là biết, để sống, để chung sống, để giải quyết các vấn đề cuộc sống thì chúng ta phải học. Tất cả mọi người đều đồng ý là học tập suốt đời. Cuối cùng, ở đây chúng ta thấy có hai cái câu, ai cho thầy biết đây là cấu trúc câu gì? Nếu thầy để cho bạn Duy vào với ạ. Thầy ép rồi mà, chắc là mạng của bạn có vấn đề. Ai cho thầy biết đây là cấu trúc câu gì? Duy vào rồi mà. Ngoài An. Em thấy là câu điều kiện loại 3 ạ. Đúng rồi. Và em đoán rằng là bài này chúng ta sẽ học câu điều kiện loại 3 đúng không? Vâng ạ. Đúng rồi. Bài tới đây phần ngữ pháp chúng ta sẽ học câu điều kiện loại 3. Hy vọng là thứ 6 chúng ta sẽ được đi học trực tiếp vì thứ 6 tầm có giờ đúng không? Vâng ạ. Ừ. À, nếu không đi học trực tiếp thì thầy sẽ gửi file cho chúng ta về câu điều kiện loại 3 chúng ta xem trước nhé. Tối thì sẽ gửi đến nhóm. Được chưa? Ok. Ừ, còn bây giờ chúng ta nghỉ nhá. Vừa vào đến phòng xong lại nghỉ. Để thầy có sân trường. Bye bye. Xin chào. Xin chào thầy.